Hello, xin chào các bạn. Bữa nay Hello giới thiệu với mấy bạn là bữa nay xe cuốc sửa giường mới xong các bạn ơi. Thả ốc lại. Cải tạo ao nuôi ốc bu đen nha bà các bạn ơi. Nuôi ở trên bể bạc là không thành công, chết hết trơn rồi. Làm đợt này là mương lớn không các bạn ơi, xe cuốc nó làm.